chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, năm ngày vàng hốt bạc đổi đời cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, gặp may liên tiếp, gánh tiền nặng vai, đổi đời ngoạn mục, cực giàu có. Kính chào quý anh chị em đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Thật là một duyên lành khi chúng ta lại có cơ hội gặp gỡ trong tháng 10 âm lịch tháng Ất Hợi của năm Giáp Thìn 2024 này. Trước khi bắt đầu, xin kính chúc quý vị và gia đình một tháng bình an, sung túc và may mắn trải dài theo từng nhịp sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần luận giải về vận trình của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đặc biệt là trong năm ngày cuối của tháng 10 âm lịch. Đây là thời điểm then chốt của tháng, khoảng thời gian được dự đoán sẽ mang lại cho người tuổi Nhâm Tý những vận hội mà hiếm khi nào gặp được. Trong sách cổ từng nói, nhất nhật hữu thiên duyên, phú quý tòng tâm sinh. Tức là khi nhân duyên hội tụ, phú quý sẽ tự tìm đến. Và với tuổi Nhâm Tý, ba ngày đại lộc đang đón chờ phía trước, mang lại cơ hội để tài vận hanh thông, phúc khí tụ về. Người tuổi Nhâm Tý vốn có trí tuệ sắc bén, nhanh nhạy nhưng không kém phần điềm đạm, bình thản. Họ là những người mang trong mình bản mệnh thủy, dòng nước nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, có thể chạy dài qua bao tháng năm mà không cạn kiệt. Chính nhờ bản tính thận trọng khôn ngoan này mà Nhâm Tý thường giữ được tâm thế an nhiên trước sóng gió cuộc đời, tích tụ được phúc báo từ hành trình đã qua, và giờ đây những nỗ lực của họ chuẩn bị đơm hoa kết trái. Trong năm ngày cuối tháng 10 âm lịch này, có 3 ngày được xem là ngày đại lộc, những ngày mà người tuổi Nhâm Tý có thể cảm nhận rõ về sự chuyển biến mạnh mẽ trong tài vận và vận may. Đặc biệt, sự may mắn sẽ như dòng nước lớn, tràn đầy và dâng cao, chỉ cần nắm bắt đúng thời điểm sự nghiệp, tài lộc đều thăng hoa. Đây không chỉ là một điềm báo, mà là lời nhắc nhở từ vũ trụ, một tín hiệu rõ ràng dành riêng cho Nhâm Tý để hành động. Hãy lưu ý rằng, 3 ngày này không phải là thời điểm để do dự, mà là lúc Nhâm Tý cần quyết đoán, kiên định, bởi phúc lộc sẽ không tự tìm đến nếu thiếu đi sự chủ động. Nhân lúc tài vận đang trong thế mạnh, hãy tận dụng năng lượng tốt từ phong thủy, xem xét các yếu tố xung quanh để kích hoạt những điểm cát lành như hướng nhà, vị trí bàn làm việc, màu sắc phù hợp. Chỉ cần giữ tâm sáng và trí vững vàng, ắt Nhâm Tý sẽ gặt hái được những thành tựu mà mình hằng mong đợi. Kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi sâu vào từng vận hội quý báu của những ngày đại lộc này để hiểu hơn về cách nắm bắt, chuyển hóa và tận dụng cơ hội trong cuộc đời. Mong rằng qua lời chia sẻ này, tuổi Nhâm Tý sẽ đón nhận được nhiều hơn nữa những phúc lộc trời ban, để cuộc sống thêm phần viên mãn, đủ đầy. Kính chào quý anh chị tuổi Nhâm Tý 1972. Chúng ta đều biết rằng, cuộc đời tựa như dòng sông, có khi êm đềm, có khi lại trắc trở, đầy sóng gió. Thời gian vừa qua, không ít lần anh chị đã phải đối diện với những thử thách, thậm chí là chông gai tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng cũng chính trong khó khăn, người tuổi Nhâm Tý đã rèn luyện được lòng kiên nhẫn và sự bình tâm, như dòng nước âm thầm trải qua mọi trở ngại để về với biển lớn. Và giờ đây, năm ngày cuối tháng 10 âm lịch mở ra một trang mới cho người tuổi Nhâm Tý, một khoảng thời gian đặc biệt khi vận khí chuyển mình, dần xua tan những u ám để ánh sáng của may mắn, tài lộc len lỏi vào cuộc sống. Đây không phải là lời hứa hẹn xa xôi, mà là thời điểm hiếm có khi vận trình của tuổi Nhâm Tý đạt đến sự hài hòa giữa thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Những khó khăn dần lùi xa, nhường chỗ cho những cơ hội phát tài, phát lộc đang tới gần. Đặc biệt hơn, trong năm ngày cuối tháng sẽ có 3 ngày đại lộc, những ngày mà trời đất như đang gửi đến Nhâm Tý một món quà quý giá. 3 ngày này không chỉ là thời điểm tài lộc hanh thông, mà còn là lúc mà anh chị có thể cảm nhận rõ ràng hơn về sự suôn sẻ trong mọi việc, từ công việc đến gia đình. Đây là dịp để người tuổi Nhâm Tý khéo léo tận dụng thời cơ, biến khó khăn thành thành công, biến gian nan thành quả ngọt. Hãy cùng chúng tôi đi sâu hơn vào từng chi tiết để hiểu rõ cách tận dụng tối đa 3 ngày đại lộc này. Chỉ cần một chút chuẩn bị, một chút sáng suốt và sự quyết tâm, chắc chắn anh chị sẽ tạo ra những dấu ấn tuyệt vời cho bản thân và gia đình trong thời gian tới. Vận hội đã mở ra, và Nhâm Tý có thể vững tin rằng tháng 10 âm lịch này chính là lúc để đạt được sự viên mãn và tài lộc như ý. Về công việc và sự nghiệp, thưa quý anh chị tuổi Nhâm Tý 1972, năm ngày cuối của tháng 10 âm lịch năm nay chính là thời khắc mà vận trình công việc và sự nghiệp của anh chị như có luồng sinh khí mới, mang theo những dấu hiệu tiến triển rực rỡ và thuận lợi, bầu trời như sáng hơn với những ai đang nỗ lực trong công việc công sở. Khi mà sự cố gắng miệt mài của anh chị cuối cùng cũng được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng, cấp trên
đồng nghiệp sẽ thấy rõ tài năng và tinh thần trách nhiệm mà anh chị đã âm thầm cống hiến suốt thời gian qua, mở ra nhiều cơ hội mới để tiến bước và vững vàng trong sự nghiệp. Đây cũng là thời gian mà các dự án, nhiệm vụ trọng yếu mà anh chị đang theo đuổi có nhiều khả năng tiến triển suôn sẻ, thậm chí mang lại kết quả cao hơn cả mong đợi. Hãy tận dụng những ngày này để thể hiện rõ nét năng lực và tinh thần kiên trì của mình, vì đây chính là yếu tố quyết định cho những cơ hội thăng tiến sắp tới. Mỗi đóng góp, mỗi nỗ lực anh chị bỏ ra trong giai đoạn này đều là những viên gạch vững chắc cho con đường sự nghiệp tương lai. Với những quý anh chị Nhâm Tý đang kinh doanh hoặc đầu tư, vận trình sự nghiệp trong 5 ngày cuối tháng này như một khúc nhạc dạo đầu rộn ràng, hứa hẹn những thành quả rực rỡ. Đây là lúc thích hợp để anh chị cân nhắc việc mở rộng hợp tác kinh doanh hoặc mạnh dạn thử sức trong những lĩnh vực mà trước đây có thể chưa từng dám chạm đến. Những khoản đầu tư, những hợp đồng trước kia dù có thể đã trải qua không ít thăng trầm, giờ đây bắt đầu nảy sinh kết quả, lợi nhuận tăng lên từng ngày, tạo ra dòng thu nhập ổn định bền vững, đủ để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai. Tuy nhiên, dù vận khí tốt, anh chị vẫn nên thận trọng và tỉ mỉ trong mọi quyết định khi xem xét các cơ hội đầu tư mới. Hãy luôn giữ tâm sáng và cái nhìn sâu sắc để chọn lựa được những đối tác uy tín, phù hợp với định hướng lâu dài của mình. Đôi khi, sự thành công không chỉ nằm ở việc tìm được cơ hội, mà còn ở việc biết cách đánh giá, nắm bắt và thực hiện chúng đúng thời điểm. Quý anh chị Nhâm Tý hãy yên tâm rằng, với nỗ lực và sự tập trung, thành công sẽ không còn xa vời. Đôi khi chỉ cần tin tưởng vào chính mình và bước những bước đi kiên định, thì vinh hoa, tài lộc sẽ tự tìm đến, mang lại cuộc sống sung túc đủ đầy như ý nguyện. Về phương diện sức khỏe, quý anh chị tuổi Nhâm Tý 1972 thân mến, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, sức khỏe của anh chị cần được quan tâm đặc biệt, bởi vận trình cho thấy có thể xuất hiện một vài vấn đề do thời tiết chuyển mùa, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa và hệ hô hấp. Đây là giai đoạn mà anh chị nên thận trọng trong việc chăm sóc cơ thể, tránh các yếu tố dễ gây suy yếu sức đề kháng. Về mặt dinh dưỡng, tử vi khuyên anh chị nên ưu tiên các thực phẩm lành mạnh, dễ tiêu hóa, hạn chế các món ăn nhiều dầu mỡ, chiên rán, và đặc biệt là các loại thực phẩm quá cay nóng. Chế độ ăn thanh đạm không chỉ giúp bảo vệ hệ tiêu hóa, mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, giúp cơ thể không bị quá tải. Đồng thời, việc bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ, vitamin từ rau củ quả cũng sẽ hỗ trợ tích cực cho đường ruột và hệ miễn dịch, giúp anh chị phòng tránh các bệnh vặt thường gặp khi thời tiết thay đổi. Bên cạnh chế độ ăn uống, anh chị nên dành thời gian cho những hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc thiền. Những bài tập này không chỉ giúp cơ thể duy trì sự dẻo dai, mà còn giúp tâm trí được thư giãn, giảm bớt căng thẳng, mang lại sự cân bằng trong cuộc sống. Đặc biệt, các bài tập thở sâu kết hợp với không khí trong lành của thiên nhiên sẽ giúp cải thiện hệ hô hấp, giúp anh chị cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhàng hơn trong những ngày thay đổi thời tiết. Trong những ngày đại lộc, anh chị hãy giữ cho tâm lý thật an nhiên và thư thái. Theo tử vi, một tâm hồn bình an không chỉ mang lại sức khỏe, mà còn là cách để thu hút thêm may mắn và tài lộc. Những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực dễ làm suy yếu khí vận, khiến anh chị mất đi cơ hội tốt. Vì thế, hãy cố gắng duy trì trạng thái lạc quan, sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp từ cuộc sống. Cuối cùng, đừng quên rằng, sức khỏe là nền tảng cho mọi thành công. Khi cơ thể và tâm hồn được chăm sóc kỹ lưỡng, vững vàng, vận may và tài lộc cũng sẽ tự nhiên tìm đến. Anh chị hãy coi những ngày này là dịp để lắng nghe và hiểu rõ hơn về cơ thể mình, từ đó không chỉ khỏe mạnh mà còn tạo nên năng lượng tích cực để mọi việc đều suôn sẻ, thuận lợi. Về phương diện gia đạo và tình cảm, quý anh chị tuổi Nhâm Tý 1972 thân mến, tháng 10 âm lịch dần khép lại, mang theo những giây phút bình yên, hài hòa cho gia đạo của anh chị. Đây là khoảng thời gian mà sự ấm áp và hòa thuận sẽ lan tỏa trong gia đình, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm từng thành viên sau những ngày tất bật. Nếu trước đây đã có những khúc mắc hay hiểu lầm trong gia đình, thì 5 ngày cuối tháng này sẽ là thời điểm lý tưởng để mọi người xích lại gần nhau, chia sẻ những suy tư và cảm xúc đã lâu không nói thành lời. Sự thấu hiểu và lắng nghe chính là chìa khóa để xây dựng gia đình hạnh phúc. Anh chị hãy tranh thủ dành thời gian trò chuyện và lắng nghe con cháu, vì mỗi lời động viên, mỗi sự quan tâm đều mang đến nguồn năng lượng tích cực giúp gia đạo ngày càng vững chắc, gắn kết. Đặc biệt là những lời khuyên nhủ, chỉ bảo của anh chị có thể là ngọn đèn dẫn đường,
giúp thế hệ sau tự tin hơn trên con đường của mình. Không chỉ vậy, Tử Vi cho thấy đây cũng là khoảng thời gian anh chị có thể đón nhận những tin vui từ con cháu trong gia đình, có thể là thành công mới trong công việc của con cái, một kết quả học tập xuất sắc của cháu nhỏ, hay thậm chí là tin vui về một thành viên mới sắp chào đời. Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc này như một món quà tinh thần, giúp mọi người thêm yêu thương và quý trọng nhau, tạo nên một không gian gia đình tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Còn gì ấm áp hơn khi gia đình cùng nhau quây quần, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống và nạp đầy năng lượng cho chặng đường phía trước. Anh chị hãy trân trọng những giây phút sum họp này, vì chính tình cảm gia đình là điểm tựa giúp chúng ta vững bước trước mọi thử thách cuộc đời. Mỗi lần nhìn thấy con cháu khỏe mạnh, vui tươi, anh chị sẽ cảm nhận được sức mạnh của sự đoàn kết, của tình yêu thương vô điều kiện mà gia đình mang lại. Những ngày cuối tháng này, anh chị hãy nuôi dưỡng niềm hạnh phúc và tình cảm gia đình như một ngọn lửa không bao giờ tắt, để từ đó tình yêu và sự hài hòa trong gia đình không chỉ giúp xua tan mọi lo toan, phiền muộn, mà còn là nguồn lực vô giá giúp tuổi Nhâm Tý có thêm niềm tin, sức mạnh cho những hành trình phía trước. Ba ngày đại lộc, cơ hội phát tài, phát lộc đáng mong đợi. Quý anh chị tuổi Nhâm Tý 1972 thân mến, như một món quà đặc biệt từ vũ trụ, trong năm ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận trình của anh chị sẽ được thắp sáng với ba ngày đại lộc quý giá, gồm ngày 25, 27 và 29 âm lịch. Đây là những ngày mà tài vận của anh chị đạt đỉnh, mở ra những cánh cửa may mắn và cơ hội tài lộc dồi dào, giúp anh chị có thêm nhiều may mắn để biến mọi cố gắng, nỗ lực thành kết quả thực tế. Hãy cùng khám phá chi tiết từng ngày đại lộc để nắm bắt thời cơ tốt nhất cho mình. Ngày 25 tháng 10 âm lịch, khởi đầu cho vận may và tài lộc. Ngày 25 âm lịch mở màn chuỗi 3 ngày đại lộc quý giá cho người tuổi Nhâm Tý 1972, mang lại năng lượng tươi sáng và may mắn đột phá về tài chính, đặc biệt cho những anh chị đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư. Đây là ngày mà thiên thời, địa lợi, nhân hòa, kết hợp hài hòa, giúp mở ra những cánh cửa thuận lợi để anh chị đón nhận tài lộc dồi dào và nhiều cơ hội giá trị. 1. Vận khí và cơ hội tài chính. Vận khí của anh chị tuổi Nhâm Tý trong ngày 25 âm lịch có sự gia tăng mạnh mẽ, tạo điều kiện tốt nhất để anh chị mở rộng các giao dịch, thỏa thuận hay những kế hoạch tài chính lớn. Ngày này, các quyết định đầu tư đều có khả năng mang đến kết quả cao, vì vận may đang song hành, giúp anh chị đẩy lùi mọi rủi ro, thu hút quý nhân hỗ trợ. Các mối quan hệ hợp tác không chỉ giúp gia tăng lợi nhuận, mà còn tạo ra sự ổn định bền vững cho tài chính trong thời gian tới. 2. Kết nối và xây dựng mối quan hệ hợp tác. Ngày 25 âm lịch này cũng rất thuận lợi cho việc thiết lập và củng cố những mối quan hệ hợp tác lâu dài. Đặc biệt, với ai đang tìm kiếm cơ hội liên kết mới, đây là thời điểm lý tưởng để tiến hành các buổi gặp gỡ, trao đổi hoặc đàm phán hợp đồng. Các thỏa thuận tài chính đều có dấu hiệu phát triển tích cực, khả năng sinh lời cao và mở ra những hứa hẹn tiềm năng cho tương lai. Sự may mắn từ vận khí tốt còn giúp anh chị có cơ hội gặp gỡ những người có tầm ảnh hưởng hoặc đối tác uy tín, đáng tin cậy, tạo đà cho các kế hoạch lớn hơn sau này. 3. Nên đưa ra quyết định lớn đối với những người đã ấp ủ các dự án đầu tư từ lâu. Ngày 25 âm lịch là lúc thuận lợi nhất để đưa ra những quyết định quan trọng, bất kể là việc đầu tư mở rộng kinh doanh, mua bán bất động sản hay thử sức với những dự án mới. Anh chị đều có thể cân nhắc tiến hành trong ngày này. Năng lượng mạnh mẽ của ngày đại lộc sẽ làm tăng xác suất thành công, đồng thời giảm thiểu các vấn đề bất lợi, giúp mọi việc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là thời điểm mà mọi cuộc thương thảo, đàm phán hợp đồng trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn, vì anh chị đang có được sự ủng hộ từ cả vận may cá nhân lẫn yếu tố phong thủy. 4. Tăng cường phong thủy để đón tài lộc. Để tối đa hóa năng lượng tốt trong ngày này, anh chị có thể áp dụng một số mẹo phong thủy nhằm thu hút tài lộc và may mắn. Chẳng hạn, việc sắp xếp lại bàn làm việc, thêm các biểu tượng tài lộc như tiền xu may mắn, cây kim tiền, hoặc trang trí thêm những vật phẩm phong thủy hợp mệnh, sẽ giúp anh chị hấp thụ nguồn sinh khí mạnh mẽ. Điều này không chỉ thúc đẩy tinh thần mà còn giúp nâng cao hiệu quả công việc, tạo cảm giác tự tin hơn khi đưa ra các quyết định quan trọng. 5. Lời khuyên để nắm bắt tối đa cơ hội. Trong ngày này, anh chị hãy tập trung toàn tâm vào những nhiệm vụ và kế hoạch tài chính, tránh phân tâm vào những công việc nhỏ nhặt hoặc không cần thiết. Bằng việc dành thời gian cho những giao dịch lớn, quan trọng, anh chị sẽ cảm nhận rõ ràng hơn về sức mạnh của vận may và sự phát triển vượt trội.
Đặc biệt, việc giữ tâm lý ổn định, lạc quan, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách cũng là chìa khóa để phát huy tối đa vận trình đại lộc trong ngày này. Với những dấu hiệu tài lộc và vận may từ ngày 25 âm lịch, đây sẽ là ngày mở màn tuyệt vời cho chuỗi may mắn, giúp người tuổi Nhâm Tý tiến xa hơn trong sự nghiệp và xây dựng một nền tảng tài chính vững mạnh cho tương lai. Ngày 27 tháng 10 âm lịch, ngày đại lộc mạnh mẽ, tài lộc dồi dào. Ngày 27 âm lịch không chỉ là một ngày bình thường, mà là một cột mốc đặc biệt trong tháng, mang lại nguồn năng lượng tài lộc dồi dào và bất ngờ cho người tuổi Nhâm Tý. Đây chính là ngày mà vận khí tài chính lên đến đỉnh điểm, mở ra những cơ hội tuyệt vời, giúp anh chị thu hút tài lộc một cách mạnh mẽ và rõ rệt. 1. Tài lộc dồi dào, nguồn cảm hứng mới. Với sự chuyển động mạnh mẽ của các yếu tố vũ trụ trong ngày 27 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý sẽ cảm nhận được một luồng sinh khí mới mẻ, tươi sáng. Đây là thời điểm mà mọi việc đều trở nên thuận lợi, tiền tài có thể đến từ những nguồn không ngờ, từ các khoản thu nhập ngoài dự kiến, cho đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn, nếu anh chị có những khoản tiền đang chờ đợi đầu tư hoặc những giao dịch chưa hoàn thành. Ngày này chính là lúc để hành động, các thương vụ tài chính và đầu tư sẽ phát triển nhanh chóng, với khả năng mang lại lợi nhuận cao. 2. Thời điểm vàng để quyết định quan trọng. Đặc biệt, đối với những anh chị làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc những ngành nghề liên quan đến đầu tư, đây chính là cơ hội không thể bỏ qua. Nếu anh chị có những quyết định lớn đang chờ đợi, như ký kết hợp đồng quan trọng, đầu tư vào dự án mới hoặc thậm chí là mở rộng kinh doanh, thì đây là ngày vàng để thực hiện. Bất kỳ giao dịch nào diễn ra trong ngày 27 đều có khả năng sinh lời vượt trội, thậm chí mang lại một bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Vận may sẽ đồng hành, giúp anh chị thuận lợi vượt qua mọi khó khăn, mở rộng được cơ hội mới. 3. Cơ hội đầu tư sinh lời cao. Nếu anh chị đã ấp ủ kế hoạch đầu tư trong một thời gian dài, ngày 27 tháng 10 âm lịch là thời điểm lý tưởng để đưa ra quyết định. Đối với những ai đang tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới, đây là lúc để tiếp cận những dự án đầy hứa hẹn, từ bất động sản, cổ phiếu cho đến các ngành nghề tiềm năng khác. May mắn của ngày này có thể mang đến cho anh chị những đối tác đáng tin cậy, những người có thể giúp anh chị phát triển kế hoạch đầu tư và sinh lời cao trong tương lai. 4. Tập trung vào công việc tài chính. Lời khuyên quan trọng nhất trong ngày này là anh chị hãy tập trung tối đa vào công việc liên quan đến tài chính và các giao dịch quan trọng, đừng để bất kỳ yếu tố nào gây phân tâm. Vì đây là thời điểm mà mọi quyết định tài chính sẽ mang lại kết quả tích cực. Việc dành toàn bộ sự chú ý vào những cơ hội này sẽ giúp anh chị dễ dàng nhận ra những tiềm năng tiềm ẩn, đồng thời tránh được những sai sót có thể xảy ra. Đây là cơ hội không chỉ giúp củng cố tài lộc hiện tại, mà còn giúp xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh cho tương lai. 5. Tăng cường phong thủy để đón nhận vận may. Để tối ưu hóa cơ hội tài lộc trong ngày này, anh chị có thể áp dụng một số biện pháp phong thủy, chẳng hạn như đặt biểu tượng tài lộc trên bàn làm việc hoặc trong phòng làm việc, sử dụng các vật phẩm như đồng tiền xu, thỏi vàng hay cây kim tiền để thu hút vận may. Điều này sẽ giúp kích thích năng lượng tốt, đồng thời tạo ra môi trường làm việc đầy đủ may mắn và thuận lợi. 6. Khả năng nhận được tin vui bất ngờ. Ngoài những cơ hội đầu tư và tài chính, ngày 27 âm lịch cũng là thời điểm mà anh chị có thể nhận được những tin vui bất ngờ từ những dự án lâu dài hoặc từ những khoản thu nhập không ngờ đến. Điều này không chỉ giúp nâng cao tài chính cá nhân mà còn mang lại niềm vui, sự tự tin và động lực lớn trong công việc. Anh chị sẽ cảm nhận được rằng những nỗ lực trước đây đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Ngày 27 tháng 10 âm lịch thực sự là một ngày đại lộc mạnh mẽ cho người tuổi Nhâm Tý, mang lại nguồn tài lộc dồi dào và bất ngờ. Đây là lúc để anh chị nắm bắt mọi cơ hội, đưa ra các quyết định tài chính quan trọng và tận dụng tối đa vận may đang đến với mình. Ngày 29 tháng 10 âm lịch, đỉnh cao vận may tài lộc. 1. Thành quả sau nỗ lực. Ngày 29 tháng 10 âm lịch là ngày cuối cùng trong chuỗi đại lộc của người tuổi Nhâm Tý trong tháng này, nhưng cũng là thời điểm đỉnh điểm của vận may tài chính. Đây là một ngày đặc biệt quan trọng, mang đến cho anh chị những cơ hội lớn trong công việc và tài chính, đồng thời là thời gian để tận hưởng thành quả của những nỗ lực trước đó. Một thành quả sau nỗ lực vào ngày 29, những dự án mà anh chị đã đầu tư công sức, thời gian và tâm huyết trong suốt thời gian qua có thể sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Đây là lúc để anh chị nhìn thấy thành quả của mình, những bước đi đúng đắn trước đây cuối cùng cũng mang lại kết quả như mong đợi.
có thể là một giao dịch lớn thành công, một dự án mang lại lợi nhuận cao, hoặc sự ghi nhận của đối tác và khách hàng trong công việc. Mọi nỗ lực không hề uổng phí mà sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây chính là thời điểm để anh chị cảm nhận rõ nhất sự thăng hoa của tài lộc và sự nghiệp. 2. Cơ hội mở rộng kinh doanh và đầu tư lâu dài. Ngày 29 âm lịch cũng đặc biệt thuận lợi cho những kế hoạch kinh doanh lớn, những bước đi táo bạo trong đầu tư, đặc biệt là các dự án dài hạn. Nếu anh chị đang có ý định mở rộng quy mô công việc, tìm kiếm đối tác để hợp tác lâu dài, hay muốn đầu tư vào lĩnh vực mới, thì ngày này là thời điểm lý tưởng để bắt tay vào hành động. Vận khí tài chính mạnh mẽ trong ngày 29 sẽ hỗ trợ anh chị trong việc thu hút nguồn vốn, phát triển mối quan hệ đối tác, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch trong tương lai. 3. Gặp gỡ đối tác đáng tin cậy. Đây cũng là ngày mà anh chị có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy, những người đồng hành có thể giúp đỡ, mở ra những cơ hội hợp tác tốt đẹp. Việc gặp gỡ, trao đổi trong ngày này có thể mang lại sự kết nối mạnh mẽ, từ đó tạo dựng những mối quan hệ kinh doanh lâu dài và bền vững. Đây là lúc để anh chị củng cố các mối quan hệ đã xây dựng từ trước, hoặc thiết lập những quan hệ mới có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. 4. Tạo đà cho sự nghiệp và tương lai. Những kế hoạch lớn vào ngày này không chỉ đem lại thành công tức thời mà còn tạo đà cho sự nghiệp và tài lộc tương lai nếu anh chị có những dự định lâu dài, như mở rộng công ty, xây dựng thương hiệu hoặc triển khai các sản phẩm mới. Ngày 29 chính là ngày thích hợp để bắt đầu. Các bước đi trong ngày này sẽ tạo ra hiệu quả lâu dài, giúp anh chị định vị được bản thân trên thị trường, tạo dựng niềm tin từ đối tác và khách hàng, từ đó đạt được những thành công vang dội trong tương lai. 5. Sự hỗ trợ đắc lực từ người khả quan. Bên cạnh đó, ngày 29 cũng là thời điểm mà anh chị có thể nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ những người có kinh nghiệm, những người có tầm nhìn chiến lược. Đây có thể là các cố vấn tài chính, những nhà đầu tư lớn, hoặc những đối tác có tiềm năng lớn trong ngành nghề mà anh chị đang hướng tới. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp anh chị tiết kiệm thời gian, mà còn mở rộng cơ hội phát triển, làm tăng khả năng thành công của các dự án, giúp mọi kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn bao giờ hết. 6. Vận duyên cũng đến. Ngoài việc mở rộng tài chính và kinh doanh, ngày 29 còn mang đến vận may cho những anh chị đang tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực khác. Từ việc gặp gỡ đối tác mới đến việc tìm kiếm nhân lực phù hợp cho công ty, vận may tài lộc lan tỏa khắp mọi hướng, đem lại sự thuận lợi trong tất cả các quyết định quan trọng. Ngày 29 tháng 10 âm lịch không chỉ là ngày kết thúc chuỗi đại lộc trong tháng, mà còn là thời điểm cao trào của vận may tài chính và cơ hội. Anh chị hãy tận dụng mọi cơ hội đến trong ngày này để khởi động những kế hoạch mới, mở rộng quy mô công việc và đạt được những thành công bền vững trong tương lai. Nhân sinh cảm ngộ. Quý anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, đời người có những bài học mà chỉ khi ta trải nghiệm rồi mới bắt đầu thấm thía. Có những đạo lý khi ta lĩnh hội được rồi, vận mệnh của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều. 1. Oán trách là một thứ thuốc độc. Oán trách sẽ khiến lòng bao dung nhỏ lại, khiến chúng ta trở nên ích kỷ, hẹp hòi hơn. Khi gặp chuyện không vừa ý, thay vì oán giận hãy tìm cách thay đổi bản thân, nhìn nhận vấn đề lạc quan hơn, như thế sẽ dễ dàng tìm ra hướng giải quyết. Nếu làm được như thế sẽ thấy mọi việc tích cực hẳn lên. Vậy nên khi gặp vấn đề, thay vì đổ lỗi cho người khác, bới móc tìm ra khuyết điểm nguyên nhân của sự việc, thì hãy nghĩ đến cách khắc phục vào bước tiếp. Người mạnh mẽ không phải là người không biết rơi lệ, mà là người biết nhẫn nhục để tiếp tục cuộc hành trình phía trước. 2. Cuộc sống khổ sở chỉ bởi dục vọng quá nhiều. Con người khi sống đều có mong ước, truy cầu, nhưng phải biết sức mình đến đâu. Nếu không được thì đừng quá cưỡng cầu. Nếu mong ước quá nhiều thì khi không đạt được sẽ sinh ra oán trách, đau khổ, thậm chí là đố kỵ với những người có được thứ mà mình không có. Đây là con đường hủy hoại bản thân nhanh nhất. Có những lúc trong cuộc đời ta phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi. Thánh nhân có câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Khi gặp việc căng thẳng thì không nên cố tiến về phía trước để đạt được chút thỏa mãn, mà hãy hòa hoãn, lùi một bước, không đâm đầu vào bức tường phía trước, thì có khi sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Biết đâu có một cánh cửa để vượt qua, mà chỉ có thể nhìn thấy từ đằng xa. Người xưa nói, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Vậy khi gặp khó khăn thì nên biết tìm cơ hội trong gian truân. Đôi khi đi đường vòng cũng là một quyết định sáng suốt, nhưng có mấy người thấu được đạo lý này mà hành xử theo. Khi ở trong hoàn cảnh đó thì chỉ muốn đâm đầu vào với mong muốn nhanh chóng vượt qua,
nhưng kết quả hoàn toàn trái lại, chỉ có đau khổ và bi thương. Lòng tham con người là vô đáy, bởi vậy phải hết sức tỉnh táo, đừng để lòng tham dẫn dắt đến sai lầm, khiến cả đời không biết đủ cũng không biết hạnh phúc là gì. Đôi khi dành cả đời để tìm kiếm, nhưng một ngày bỗng nhận ra hạnh phúc chính ở ngay bên cạnh mình, là gia đình, là bữa cơm thân mật, hay chỉ đơn giản là một nụ cười. 3. Hãy giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất. Trạng thái tốt nhất chính là thư thái, trong mọi tình huống đều có thể nhẹ nhàng đối đãi, sáng suốt nhìn nhận, không vội vàng hấp tấp. Trạng thái tốt nhất chính là cả thân thể luôn tràn đầy cảm giác hòa ái, yêu thương, làm việc gì đều có thể nhìn thấu đáo, biết nghĩ cho người khác, không làm tổn thương họ. Trạng thái tốt nhất là khi có thể điềm tĩnh nhận lỗi lầm, làm việc theo lý tính chứ không phải cảm tính, biết vì người khác mà phó xuất, luôn hướng đến các giá trị đạo đức cao thượng. Thứ khiến người ta đau buồn không yên chính là cái tâm này luôn dễ bị động, vậy nên hãy bảo trì tâm tĩnh lặng giữa những biến động ồn ào xung quanh. Có như thế mới không bị thương tổn. Nếu làm được như vậy thì trong cuộc sống này dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chỉ như luồng gió nhẹ thổi qua mà thôi. Lúc đó sẽ không thấy ai là đáng giận, ai là đáng ghét, cũng không có việc phiền lòng. Khi chúng ta làm việc sẽ vô cùng lý trí và đúng đắn, kết quả tất nhiên cũng tốt đẹp mỹ mãn vô cùng. 4. Càng nỗ lực càng may mắn. Người xưa có câu: có công mài sắt có ngày nên kim. Người càng kiên trì thì thành công càng gần, vấp ngã càng nhiều kinh nghiệm càng phong phú. Bậc trí giả luôn nhìn thấy những thứ ưu tú từ người khác, còn người tầm thường luôn thấy những thứ kém cỏi từ người khác. Bởi vậy, người tài giỏi vẫn không ngừng nỗ lực để đạt được những mục đích cao hơn, còn người tầm thường luôn ngủ quên trên chiến thắng. Kiên trì nỗ lực chính là kim chỉ nam của sự thành công, cũng khiến chúng ta nắm vững được vận mệnh của mình. 5. Phải tin vào chính mình. Trên đời này, 9 người thì 10 ý, dù sống thế nào cũng khó mà vừa lòng hết tất cả. Khi bạn thông minh thì người khác sẽ nói bạn mưu kế thủ đoạn. Khi bạn nỗ lực đạt được thì có người sẽ nói bạn ăn may. Khi bạn thành thật đối đãi thì có kẻ sẽ nói bạn giả nhân giả nghĩa. Có lẽ ai cũng từng trải qua ít nhất một lần như vậy. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không phải sống vì sự đánh giá và nhìn nhận của họ, bởi vì những đánh giá này có thể không phải là sự thật, mà chính là lừa dối xuất phát từ việc ghen tị hay đố kỵ mà ra. Bản thân chỉ có không làm việc trái với đạo đức, lương tâm, không dối lòng, không thẹn với trời đất thì cứ đường đường chính chính mà làm, mà bước tới. Đừng để những lời rèm pha cản trở bước tiến của mình, cũng không cần phải lấy lòng, xu nịnh những người bất đồng chính kiến, dù cho cả thế giới có quay lưng. Nếu biết chắc rằng việc mình làm là đúng đắn và chính nghĩa thì cứ kiên trì mà làm, khó khăn trước mắt chỉ khiến bản thân càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Lĩnh hội được 5 điều trên, hẳn mỗi chúng ta sẽ dung hòa được mọi thứ trong cuộc sống. Hãy tin rằng, trong cuộc sống này dạng sự tùy duyên. Cứ nỗ lực hết sức, làm đúng với lương tâm, không hổ thẹn với lòng mình. Cái gì là của bạn ắt sẽ thuộc về bạn. Cuối cùng, sau một tháng trôi qua với bao thử thách và cơ hội, những ngày cuối tháng 10 âm lịch, đặc biệt là 3 ngày đại lộc 25, 27 và 29 âm lịch, chính là thời điểm vàng để người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có thể nắm bắt vận may và phát tài. Đây là những ngày đầy hứa hẹn, khi mà mọi sự chuẩn bị, cố gắng từ trước sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, mang đến những cơ hội làm giàu bất ngờ và sự thịnh vượng cho cả bản thân lẫn gia đình. Trong suốt 5 ngày cuối tháng này, những cơ hội phát tài sẽ không chỉ đến theo cách thông thường mà còn mang đến nhiều dấu hiệu may mắn, vận khí dồi dào, giúp người tuổi Nhâm Tý dễ dàng thu hút tài lộc, mở rộng các mối quan hệ hợp tác và vươn tới những thành công lớn hơn trong công việc và đời sống. Chính vì vậy, điều quan trọng là anh chị cần chuẩn bị thật tốt về mặt tâm lý và tài chính, giữ vững lòng tin vào chính mình và vào những gì vận mệnh đang chuẩn bị trao tặng. Ngày 25, 27 và 29 âm lịch sẽ là những dấu ấn đặc biệt trong hành trình làm giàu của bạn. Mỗi ngày đều có những cơ hội tài chính khác nhau, mỗi ngày đều chứa đựng những thông điệp vũ trụ mà chỉ cần anh chị mở lòng và nắm bắt, sẽ thấy vận may kéo đến không ngừng. Đặc biệt, ngày 29 âm lịch chính là đỉnh điểm của mọi thành công, là lúc anh chị có thể nhìn thấy rõ những kết quả xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Dù là việc mở rộng kinh doanh, đầu tư mới hay những kế hoạch dài hạn, ngày này chính là thời điểm để triển khai và thu về thành quả ngọt ngào. Chắc chắn rằng, với những cơ hội tuyệt vời này, anh chị sẽ có được một cuộc sống sung túc, an vui và thịnh vượng. Hãy luôn giữ vững niềm tin và sự tập trung, và đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào mà vũ trụ trao tặng trong những ngày đặc biệt này. Tất cả những gì bạn cần là sự kiên nhẫn,
chuẩn bị chu đáo và dám đón nhận những thử thách mới mẻ. Quý vị thân mến, kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về tử vi phong thủy và vận mệnh của các tuổi khác. Kính chúc quý vị tuổi Nhâm Tý luôn bình an, may mắn và gặt hái thật nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.